Ngon, rực rỡ và tràn đầy năng lượng. Không phải lời khen dành cho người yêu của các bạn đâu, mà đây là lời khen của các chiến thần review đã dành cho con Redmi Note 12 Turbo này, con máy xịn nhất trong dòng Redmi Note 12. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy cùng mình khám phá chi tiết chiếc điện thoại này xem nó có đúng như lời đồn không nhá. Thực sự là với cái mức giá chỉ là 7 triệu đồng để sở hữu một em máy có vẻ ngoài ngon nghẻ như thế này thì nó chỉ có một từ thôi, và ưng, rất ưng thì đúng hơn. Thiết kế bên ngoài em này thì cũng phải gọi là rất là sang trọng. Phần mặt sau của máy được làm bằng nhựa, được in chìm họa tiết vân đá, mang lại cái cảm giác khá nhẹ nhàng khi sử dụng. Ngoài ra ấy, ở phần phía trước ấy thì nó đang có một cái phần viền rất là mỏng, gần như là cảm giác gần như là tràn viền ấy, thì nó làm cho con máy không có phần nào gọi là thua kém gì so với các dòng điện thoại đắt tiền ở phân khúc tầm cao cả. Đặc biệt là với cái phiên bản màu đen như mình đang cầm ở đây này, thì nhà Xiaomi đã trang trí cho Redmi thêm họa tiết vân carbon. Cách này thì làm tương đối giống với dòng Redmi K60 được ra mắt trước đó. Màu trắng thì nó có bổ sung thêm nhiều họa tiết theo cái chủ đề là băng tuyết nhẹ nhàng và tinh tế như là Elsa ấy. Tuy nhiên ở cái phiên bản màu xanh đại dương thì ngoài cái bề mặt nhám ra thì không có quá nhiều điểm nhấn như là hai bảo màu còn lại. Nếu mà chọn một màu để xài ấy, thì chắc chắn là mình sẽ chọn cái màu trên tay mình thôi. Bởi vì là con trai mà, dùng con máy cảm giác là để chơi game các thứ thì vân carbon trông nó có khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn. Còn con gái thì chắc chắn là sẽ thêm về màu trắng hoặc là màu xanh rồi. Riêng cái phần tên gọi của máy thôi đã nói lên tất cả là chắc chắn rằng là hiệu năng của con Redmi Note 12 Turbo này nó sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Với cái bộ vi xử lý cực kỳ đỉnh cao trong cái phân khúc này, nó đang sở hữu một con chip là Snap 7 Plus Gen 2. Đây là con chip tiên tiến nhất của dòng Qualcomm, được sản xuất trên tiến trình là 4 nanomet đi kèm với loại Cortex-X2 và nhân đầu họa là Adreno 725 cho chúng ta sử dụng ở tốc độ rất là nhanh và tiết kiệm năng lượng một cách tối đa. Cùng với đó là cái bộ nhớ trong khá là khủng. Bản thấp nhất thì đây như mình đang cầm đây là phiên bản RAM 8, bộ nhớ 256GB. Loanh quanh điểm số với cái con chip là 7 Plus Gen 2 này thì mình chấm điểm AnTuTu ấy thì nó lên đến gần 1 triệu điểm. Nếu mà để mà so sánh hiệu năng so với các dòng chip 7 Plus Gen 2 thì dù là con Snap 870 hay là Dimensity 8100 thì chắc chắn là không thể nào mà có cửa để mà so sánh con chip này được. Bởi vì là hiện con chip này nó chỉ đang được là thua kém so với dòng 8 Plus Gen 1 thôi, nó còn được đánh giá cao hơn dòng 8 Gen 1 cơ. Mình nói sơ qua về con chip như vậy thì anh em cũng có thể đoán được là con máy này sẽ chơi game như thế nào đúng không? Mình xin khẳng định là hết nước chấm. Mình đã test hầu hết tất cả các tựa game phổ biến như là PUBG, Liên Quân và Tốc Chiến và bật ở chế độ Max Setting luôn. Và em này cứ gọi là mọi thứ đều rất là êm, đều rất là mượt mà, FPS cực kỳ ổn định, không hề bị cái giảm sáng ở các dòng máy khác. Nhưng mà có một cái điểm trừ ấy là hệ thống tản nhiệt con này nó không quá xuất sắc mấy đâu, mặc dù là con chip này được đánh giá mát hơn đấy, nhưng mà khi mà chơi game trong vòng khoảng tầm từ 20 đến 30 phút thôi, một thời gian không phải là dài, đặc biệt là các tựa game nặng nữa, thì máy nó nóng lên khá nhanh, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới gần 42 độ C. Nhưng mà đó chỉ khi nào mà mình ép con này hoạt động lên mức tối đa thôi thì nó mới đạt lên được mức nhiệt độ như thế. Còn không, trung bình nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 37-38 thôi, nên anh em cứ yên tâm mua con này về mà chơi game. Bây giờ qua đến một điểm mà mình nghĩ là các bạn gamer cũng rất là quan tâm, đó chính là cái màn hình của em này. Nó là màn hình gì? Thì đây là một cái màn hình OLED có khả năng hiển thị tới 68,7 tỷ màu, tần số quét màn hình 120Hz và độ sáng là 1000 nit. Khả năng hiển thị ngoài trời thì tương đối ổn định, kể cả là với cái nắng 36 độ như là hiện tại, hoặc là trong môi trường ánh sáng mạnh ấy thì việc sử dụng vẫn rất là thoải mái với cái màn hình có độ sáng khá là cao như thế này. 1000 nit tầm này mình thấy là gần như là không thua thiệt dòng máy nào cả. Với kích thước là 6.67 inch, bề màn hình lại còn mỏng hơn là dòng iPhone 14, mang lại cái cảm giác khá là chân thật khi mà chiến game cùng với mọi người. Chưa hết đâu, chiếc máy này ấy, nó còn kết hợp cùng các công nghệ khác giống như là Dolby Vision này, HDR10. Đây là cũng toàn là những cái thông số rất là cao cấp được trang bị cho các dòng màn hình bây giờ. Thế nên là về cái chuyển động hình ảnh hiển thị cho ra chất lượng rất là tốt. Mình cũng phải có lời khen cho Redmi là mặc dù họ vẫn là dòng điện thoại giá rẻ đấy, nhưng mà về mặt màn hình, lúc nào họ cũng trang bị cho người dùng những cái gì tốt nhất có thể, gần như là các thông số tương tự, không thua kém gì các dòng flagship bây giờ cả. Pin của con Redmi Note 12 Turbo này thì có thể xóa tan mọi buồn phiền của các bạn, bởi vì là cái thời gian của pin nó khá là trâu, 5000 mAh, đủ để các bạn chinh chiến game cùng anh em trong vòng 6 đến 7 tiếng liên tục. Còn nếu mà các bạn chỉ sử dụng các tác vụ khác như là YouTube, TikTok hay là Facebook thôi thì con này còn chạy phà như là chiếc từ ngoài xa cơ, cực kỳ lâu, thời gian tối đa có thể lên tới gần 8 tiếng. Kể cả là các bạn có xài 4G đi chăng nữa ấy, thì chiếc máy này vẫn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của các bạn trong vòng nguyên một ngày mà không cần phải sạc. Điều bất ngờ tiếp theo là con Xiaomi Note 12 Turbo này thì còn hỗ trợ sạc nhanh lên tới 67W cơ.
Và Leo, đúng như là cái công suất này thì nhà sản xuất đã công bố là em này có thể sạc đầy 100% trong vòng từ 30 đến 40 phút. Thì nó bỏ khá xa các đối thủ khác trong cùng tầm giá. Cái này thì cũng phải lưu ý là nếu mà như các dòng máy Redmi bình thường ấy, thì các bạn cũng phải bật tính năng tối ưu hóa bộ sạc lên thì mới có thể đạt được cái công suất này nhá. Nhưng mà cũng không nên lạm dụng nó đâu, bởi vì là sử dụng nhiều thì nó sẽ bị chai pin, nó sẽ bị nhanh xuống cấp máy hơn. Mình thường xuyên để cái phần này cuối cùng khi mà nói về các dòng máy Redmi hay là Xiaomi, đó chính là về phần camera. Thì camera con này thì nó có thiết kế 3 camera cũng khá là đẹp. Vẫn là cái cụm camera mắt mèo nhưng mà được nâng cấp hơn khi mà loại bỏ toàn bộ khung kính bao quanh, làm cho cái phần mặt sau điện thoại trở nên mềm mại và liền mạch hơn rất là nhiều. Cam chính thì nó sẽ có cảm biến là 64 megapixel, nhưng mà khi test ấy, các bạn không khó để mà nhận ra được chất lượng ảnh nó chỉ dừng lại ở cái mức trung bình khá thôi. Màu sắc nó sẽ bị trầm hơn so với thực tế, kể cả khi mà zoom ảnh ra thì độ chi tiết cũng không quá là sắc nét, rõ mồn một mà chỉ ở gọi là mức trung bình thôi ấy. Nhưng mà theo như mình thấy thì bức ảnh nó sẽ dừng ở mức đủ dùng, đủ cho các bạn sử dụng hàng ngày. Còn ở cái chế độ chụp chân dung ấy thì mọi thứ lại là bắt nét, làm mờ xung quanh lại khá là tốt. Mặc dù thì hình ảnh ở đây mình chụp ở cái tường đen nó trùng với vật thể chính như là tóc hay là váy của bạn mình đây, nhưng mà gần như nó không bị lẹm chỗ nào cả, cắt nét nó rất là chuẩn. Chụp đêm con này thì cũng chưa được làm được tốt lắm. Mình cũng có thử chụp ở chế độ mặc định hay là chế độ chụp đêm rồi để mà so sánh, nhưng mà gần như là không có sự khác biệt. Cảm giác như là ở cái chế độ mặc định thôi là nó cũng đã tích hợp cái chế độ chụp đêm rồi. Về màu sắc mọi thứ nó chỉ dừng ở mức ổn, đặc biệt là với cái những tông màu nóng như là đỏ cam thì sẽ có xu hướng là bị tông lên cao hơn, nhìn rất là chói mắt. Như là một vài ánh đèn mình có chụp khi mà mình zoom lên thế này này thì nó sẽ không được rõ lắm, nó sẽ có bị loe loe ở cái phần xung quanh lên. Thì đấy, trên đây là bài review chi tiết của mình về chiếc điện thoại Redmi Note 12 Turbo này. Theo như mình thấy thì nếu mà các bạn cần con máy để là chiến game mượt mà không giật lag, hay là cần một chiếc điện thoại có pin trâu để cho hỗ trợ cho công việc hàng ngày của mình, thì con Redmi Note 12 Turbo này nó là một ứng viên rất là sáng giá dành cho bạn. Nó 7 triệu mà sở hữu một con chip quá khủng khiếp, 7 Plus Gen 2. Mình không nghĩ là tầm giá đấy cơ. Đấy, vậy thì anh em nghĩ sao về con máy này? Cho mình biết ở dưới nhá. Cảm ơn anh em đã nghe. Tạm biệt anh em.